Hi, xin tất cả mọi người chào mừng mọi người đã đến với kênh kiếm tiền online xe tích. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé Ở video ngày hôm qua thì mình sẽ nói hôm nay mình sẽ tổ chức một cái event nhỏ nhỏ dành cho mọi người. Nên bạn nào muốn tham gia event thì mọi người có thể theo dõi và xem hết video nhé Còn hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại với kèo Tamoto. Ok, đây là một cái kèo Tamozo. Đây là một cái nick của mình nhá. Thì ở đây có rất là nhiều bạn tham gia rồi. Nhưng các bạn vẫn đang sợ là kèo scam. Và chính thức là hôm qua và hôm kia thì nó đã thanh toán rất là nhiều rồi. Và chính bản thân mình ý, thì đã rút được 10 triệu từ cái kèo này nhá. Chỉ trong vòng một tháng mà mình đã kiếm được 10 triệu từ kèo này. Và đây nó vẫn đang chạy một cái even đợt 2 và đây cũng chính là cơ hội cho rất cả các bạn các bạn tham gia các bạn có thể đi tuyển người và mọi người lưu ý là rep là 7 tầng cơ mà ngoài ra thì các bạn có thể tuyển rep này sau đó thì các bạn sẽ hướng dẫn rep của các bạn làm toàn bộ các nhiệm vụ và tham gia việc bán hàng thông qua tiếp thị liên kết là không có mặt hàng và mọi người vẫn có thể bán được hàng nhá thì mọi người sẽ ăn được phần trăm hoa hồng và sản phẩm khi mà có khách hàng nhấp vào và tiến hành mua qua link của các bạn thì mình cũng sẽ view qua để cho các bạn có thể hiểu. Ok thì trước tiên thì chúng mình cùng xem về bằng chứng thanh toán từ cái kèo này để cho mọi người có động lực tham gia nhé. Thì đây là một cái nick phụ của mình. Đó mọi người có thể nhìn thấy mình tuyển được rất là ít dép nhưng các bạn ý, các bạn tuyển theo link của mình thì à các bạn cũng đi tuyển người thì mình sẽ ăn được phần trăm. Đó là cái lợi ích của 7 tầng rep Thì mình đang được trả là 18,5 đô nhá. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem về khi mà nó rút về ví nó sẽ như thế nào. Ok, đây là hình ảnh của hôm qua mình chụp lại mình đã nhận được là 18,5 USDT. Hiện tại thì kèo này nó sẽ cho mọi người rút về BTC hoặc là USTD. Các bạn có thể sử dụng ví chốt Wallet và lấy địa chỉ ERC20 chính là địa chỉ vị ETH để mọi người có thể rút đồng này nhá và nó sẽ bắt đầu bằng từ OX ở video lần trước thì mình đã review rất là kỹ cho các bạn rồi và các bạn có một tin vui nữa là khi mà các bạn có USDT thì mình sẽ nhận thu mua luôn cho các bạn nhá và các bạn có một lưu ý là cái USDT này nó sẽ cao hơn USD rất là nhiều, cao hơn đô PayPal á. Tại vì cái đồng này vì dây thị trường ấy thì hiện tại nó đang rơi vào khoảng 23 23 mấy đồng, 23 mấy nghìn trên một đồng á. Khi mà các bạn bán cho mình ít nhất nếu mà các bạn cũng sẽ nhận được là khoảng 22 đến 21 22,5 á thì nó chắc chắn nó sẽ cao hơn đô PayPal. Đây là cái lợi và mọi người rút sẽ không bị mất phí nhá. Thời gian rút thì sẽ rơi vào khoảng từ 1 tiếng đến 24 giờ hoặc chậm hơn một chút nếu mà cái lượng rút ý, tiền thì quá đông nhá Ok, nói chung là các bạn sẽ nhìn thấy bằng chứng thanh toán này thì các bạn sẽ có động lực Đây là một cái ạc phụ của mình thôi Và cái ạc chính của mình đây, mọi người có thể nhìn thấy à, Mình đã rút là 432,5 đô Tại vì khi mà rút lúc đầu thì nó chuyển từ Binance về ấy, Nên mình đã bị trừ phí nhá, mình đã trừ gần 2 đô Nói chung là khá là tiếc, nhưng mình được về sớm nhất đó Thì mọi người nhìn thấy là 430, 31,19 đô Và tương đương thì mình đã bán được 10 triệu nhá Đó, mọi người hãy cố lên Cái gì cũng thế Mọi người đừng có chít cái kèo này mà hãy chăm chỉ đi tuyển rep Tại vì trên thị trường á Mình nhìn thấy là tổng quan thì Cái lượng rep cũng khá là ít và sự kiện của cái app này thì nó lên đến là một triệu đô la Và mình nghĩ trao cho Việt Nam mới được mấy chục nghìn đô à Nó cũng không quá nhiều đâu Ở cái nick chính của mình á, thì mình đã thấy rất là nhiều rep tầng 12, 13 Những cái tầng đó thì mình sẽ không nhận được tiền Nhưng ở nước ngoài rất là đông đó Thì mọi người biết được cái sự uy tín từ kéo này Bạn nào mà chưa đăng ký thì mọi người hãy nhanh tay đăng ký và cùng tham gia nhé Còn bây giờ mình sẽ review cho mọi người qua về cách rút tiền Cũng như là tham gia cái chương trình tiếp thị liên kết từ cái trang web này nhé OK, để rút được tiền thì các bạn sẽ kích vào cái hình uh, tiền này, mình sẽ phóng to lên các bạn nhé, không phóng được. Đó mọi người sẽ ấn vào cái hình uh, biểu tượng của đô. Đó. Thì ở đây mọi người uh, khi mà mọi người chưa uh, add thông tin vào thì nó sẽ để cho mọi người add thông tin ý, thì các bạn có thể cập nhật nhé, Mọi người sẽ ấn vào phần trang cá nhân này, chọn nhật là payment. Khi mình sử dụng giao diện điện thoại thì nó sẽ hơi khó hơn một chút Thì các bạn có thể sử dụng là USDT hoặc là BTC Và lưu ý đối với những bạn có ít và tránh bị mất phí Thì mọi người sẽ rút về USDT nhá Mọi người sẽ lấy địa chỉ ví ETH của ví chốt của web Như video lần trước mình đã tùy view kỹ cho mọi người đó. Mọi người chỉ dám vào đây sau đó thì mọi người ấn Submit thôi Có đủ tiền thì mọi người sẽ ấn vào hình đồng tiền này đó, sau đó thì mọi người sẽ chọn phương thức mọi người sẽ ấn USET nó sẽ tự động cho mọi người ví ở đây và min rút kèo này sẽ là 10 đô nhá mọi người sẽ rút cho mình 10 đô sau đó thì ấn submit về thì hãy liên hệ trực tiếp cho mình để bán thôi ok thì bây giờ mình sẽ review qua cho mọi người về cách uh, bán hàng ở trên này nhá mọi người sẽ kích vào cái dòng thứ hai có hình lá cờ đây đây là mục campaign, nói chung là về các chiến dịch mọi người có thể tham gia. Đối với những ở đây thì mọi người hãy đầu tiên mọi người sẽ tìm cho mình vùng miền nhé Mọi người sẽ kéo xuống đó là Việt Nam cho mình. Sau đó thì mọi người sẽ ấn tìm kiếm. Các cái chương trình phù hợp của các nước ấy nên mọi người sẽ làm như thế này. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy là Shop này nói chung là có rất là nhiều chương trình thì các bạn thử tham khảo lên nhé. Còn mình sẽ review cho mọi người về cái IELTS shop. Mọi người bán hàng như thế nào thì mọi người sẽ ấn vào phần đọc thêm giúp mình nhá. Cái việc bán hàng ở đây thì rất là tiện lợi thì mọi người có thể nhìn thấy hoa hồng mọi người hưởng lên là 2,3 đến 7,65% trên một sản phẩm và mọi người có thể nhận được tiền lãi trong vòng 30 ngày nhé. Hầu như kèo này nó đang xếp giờ từ 30 ngày á. Đối với những các bạn mới tuyển rep thì mọi người cần phải đợi trên là 30 đến 60 ngày và bảo rep hoạt động nhé thì mọi người sẽ nhận được tiền thôi. Ok thì mọi người sẽ nhìn thấy rất là nhiều mặt hàng ở đây. Đó, nói chung là đầy đủ thông tin thì mọi người sẽ ấn sao chép liên kết nhé. Ok thì bây giờ mình sẽ cắn cái À, nên kết này vào đây sau đó thì mình ấn tìm kiếm ví dụ mọi người ấn lên facebook và bạn bè của các bạn ấn vào link đó thì bạn bè của bạn sẽ được nhìn như thế nào thật ra các bạn cần phải hiểu cái vấn đề này đó thì các bạn mới có thể bán được hàng nhá đó khi mà ấn vào link này thì nó sẽ ra đây ra cái giao diện của IDL shop nếu về sau này phát triển ý, thì uh, chắc chắn là nó sẽ cạnh tranh được với shopee hay lazada hay là tiki gì đó còn hiện tại thì mình cũng thấy nó khá là bình thường thôi thì mọi người có thể nhìn thấy là máy giặt mọi người muốn bán sản phẩm máy giặt hoặc là các bạn sẽ đi tìm kiếm những nhu cầu của bạn bè người thân là ví dụ muốn một máy giặt tivi thì các bạn có thể lên đây nào ok sau đó thì bạn bè của các bạn sẽ ấn mua ngay sản phẩm thì các bạn sẽ nhận được phần trăm hoa hồng nhá nói chung là cũng khá là đơn giản và các bạn hãy cố gắng tìm hiểu thêm một chút và có tìm hiểu thì các bạn mới có thể kiếm được tiền nhá còn không có cái gì mà tiền nó tự tự nhiên rơi xuống đầu mình đâu ngoài ra là đi ra ngoài đường nhận được tiền thôi ok thì cái event ngày hôm nay thì cũng khá là đơn giản mình sẽ trao thưởng đó là 10 bạn à, mỗi bạn sẽ nhận được là 10.000 đây là món quà nho nhỏ của mình thôi các bạn chỉ cần là gì Comment số điện thoại ở dưới phần mô tả cộng thêm một câu bình luận để tránh spam nhé. Các bạn hãy uh, muốn nhận gì ví dụ nhà momo, Vital Bay hay là thẻ cào thì các bạn hãy ghi chú thích ở đấy và um, kết thúc là 18 giờ hôm nay uh, và sau đó thì mình sẽ uh, sử dụng random và mình uh, mình sẽ chọn ra các bạn ấy mà may mắn mất và 10 bạn thì sau đó thì mình sẽ gửi tiền cho mọi người nhá cuối cùng là mình sẽ công bố trên facebook để cho các bạn biết và hy vọng là cái món quà này nhỏ nhỏ này thì các bạn sẽ không chê ít tại vì đây chỉ là tấm lòng của mình thôi tại vì kèo cũng về được tiền nên mình làm cái event nhỏ nhỏ và các bạn lưu ý nhá hãy cố gắng tham gia những cái kèo như thế này và hãy tuyển rep thật tại vì khi mà rep của các bạn tuyển được nhiều người thì các bạn sẽ ăn được toàn bộ Uh, người của rap đó ok mọi vấn đề thắc mắc hay có cái gì không hiểu thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua facebook của mình các bạn có thể lấy những bằng chứng thanh toán tiền của mình hay là của những bạn bè ở trên facebook để mọi người đi tuần rap nhé bye bye hẹn gặp lại